Hello, xin chào mọi người nha. Chào mọi người đã đến với kênh Tân Lê Vlog Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn về tình hình dịch bệnh ở tại trên thế giới cũng như là uh, tuần tiểu bang của ở tại Mỹ. Thì uh, hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn về số ca, tổng số ca lây nhiễm và số người phục hồi thôi. Còn người, số người ra đi, số người mất thì mình không uh, cập nhật nữa thì để cho các bạn có tinh thần Đạt quan. Thứ hai là mình uh, Hãy uh, sống lạc quan và mơ ước vào uh, khoảng, khoảng tháng 6 cho thời gian tháng 6 đi Thì uh, tất cả uh, th Mọi việc trên thế giới Sẽ trở lại bình yên Thì tổng hợp uh, hiện nay có rất là nhiều nước Họ nghiên cứu vaccine Những cái bộ, à, bộ não, bộ ốc Chất xám Hàng đầu thế giới đang nghiên cứu Và cũng có rất là nhiều nước Ra cho ra vaccine rồi Thì hôm nay mình sẽ cập nhật uh, cụ thể Về số ca lây nhiễm uh, Cũng như là số người chữa khỏi và tại sao Mỹ nó lại tăng cao đến như vậy tính hôm nay là 300 hơn 350 000 ca bởi vì Mỹ là có số lượng người test các bạn số người số lượng test là số lượng Mỹ kiểm tra dương tính với Corona hiện tại là rất là cao họ đã test được rất là nhiều gần 200 uh, ở đây gần một triệu mấy gần hai triệu người rồi cho nên nó mới lòi ra những ca như vậy và ở Mỹ hiện tại thì đóng cửa như, như sách đau hạn chế ra ngoài thì khi mà họ ở nhà thì họ sẽ lòi cái bệnh ra thôi cộng với lại việc Mỹ có những cái bộ test nhanh đó các bạn nhập từ các nước như, như Việt Nam Hàn Quốc hay Trung Quốc rồi đó thì test trong vòng 5 đến 10 phút là biết có dương tính hay không và họ đã đẩy mạnh cái việc đó cho nên đã lòi ra những cái ca cao như vậy Ok thì hiện tại mình sẽ cập nhật tình hình của từng nước cho các bạn ha hiện tại ngay thời điểm này mình làm video thì uh, Mỹ có 362.995 ca dương tính và số người được chữa khỏi là 19.313 người và hiện tại Mỹ uh, tổng cộng cái uh, total test uh, tại Mỹ họ đã uh, kiểm tra kiểm tra được là 1 triệu 897.392 người đó, 1 triệu mấy, Mỹ đã test được 1 triệu mấy, và dân số Mỹ thì có hơn khoảng 3, nhóm làm khoảng 3 triệu 270 ngàn người hay sao á thì họ đã test gần như là hơn phương nửa số dân ở Mỹ rồi cho nên nó lòi ra những cái ca như vậy đó là nguyên nhân của Mỹ tại sao mỗi ngày các bạn lên này mà bạn nào có cập nhật các bạn lên mà xem thì Mỹ tăng ít nhất là trên 20 000 ca thì họ đẩy mạnh test và họ sẽ tiếp tục test những cái bộ test nhanh này họ sẽ test trước thứ hai là Tây Ban Nha hiện tại Tây Ban Nha đã vượt lên khỏi ý ngay thời điểm bây giờ Tây Ban Nha có 136.675 ca dương tính. Số ca được chữa khỏi là 40.437 ca. Và tổng số người họ test được là 355.000 người. Thứ ba là Italy có 132.547 ca dương tính. Và có 22.837 ca đã được phục hồi. Và tổng số lượng mà Italy test được kiểm tra được là 721.732 người sau ý là Đức 102.453 ca dương tính số lượng người phục hồi ở Đức là 28.700 và tổng số người test ở Đức họ kiểm tra được là 918.460 người sau Đức là Pháp 98.010 ca dương tính có 17.250 người đã chữa khỏi và có họ đã test được trên 224.254 người. Sau Pháp đó là Trung Quốc 81.708 ca dương tính và họ có 77.078 ca đã được chữa khỏi. Thì số liệu ở, ở Trung Quốc hiện tại thì nó đang giảm cho nên là mình không có số liệu mà ở Trung Quốc test được bao nhiêu người ở đây mình không thấy đăng tin thì sao Trung Quốc đó là Iran, Iran thì 60.500 ca dương tính. Có 24.236 ca đã được chữa khỏi. Và Iran đã test trên được 186.000 người. Đó là những cái uh, thông tin về số ca cũng như là số được người mà đã đã được uh, test coi như là uh, được kiểm tra các bạn. Rồi thì hiện tại mình uh, sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn về tình hình ở tại Mỹ một số tiểu bang ở tại Mỹ thì đứng đầu vẫn là New York New York chiếm là khoảng 130.689 ca dương tính và trên ở tại New York là họ đã test được 320.811 người thì trong 30.000 320.811 người này thì họ mới lòi ra là 130.689 ca dương tính sau New York là New Jersey, 41.090 người dương tính và tổng số total test của New Jersey là 89.032 người. Sau New Jersey là Michigan, Michigan vẫn đang vượt qua khỏi Cali. Michigan có 17.221 ca dương tính và tổng số người test họ test được là 45.748 người. Sau Michigan là California. California có 15.000 832 ca dương tính và tổng số thôn mà tại California tổng số người California sử dụng cái bộ test mà test được là 116.533 người thì trong 116.533 người mà Cali test được thì có 15.000 người đã dương tính sau California là Louisiana có 14.867 ca dương tính và họ test được họ test được 69.166 ca

uh, South Florida là Pennsylvania Pennsylvania 12.980 người dương tính Và họ đã test được 83.854 ca uh, Sau Pennsylvania đó là Illinois 12.266 ca dương tính Và họ đã test trên uh, 62.942 người Đó là những cái tiểu bang mà có con số thuộc ngàn báo động với các bạn là trên 10.000 người thì hồi sau đây có sau Illinois thì có Washington 79 7984 người sau Washington là Georgia 7314 người sau Georgia là Texas 7276 người sau Texas là Connecticut 6906 người thì đó là những cái tiểu bang thuộc hàng top thì mình hôm nay mình không muốn cập nhật cái số người lượng người chết tại vì cái này sẽ gây hoang mang cho mọi người và người tạo nên cái tư duy tiêu cực thì giống như bài trước mình có chia sẻ là ở tại nhật bản cái thuốc Avigan đó các bạn uh, hiện tại uh, rất nhiều nước cho ra những cái thuốc và những cái thuốc uh, chống sốt rét của ông trump kỳ trước thì tất cả đều được thử nghiệm và theo cái tin nhật bản là ở tại nhật bản thì uh, cũng có khả quan thì mình cứ hy vọng thôi hy vọng thì vào tháng 6 thì mình trông chờ vào đầu tháng 6 thì trên toàn thế giới sẽ dứt được dịch bệnh thì cái điều này cũng hợp lý tại vì uh, hiện tại ở tiểu ở tại Mỹ ngay cả tiểu bang Cali thì cũng bắt đầu khí trời vẫn còn xe lạnh thì khoảng tháng 5 hay tháng 6 thì bắt đầu trời nóng lên nóng lên thì cũng hạn chế được một phần nào đó về cái dịch bệnh virus nó lây lan cộng thêm bây giờ có rất là nhiều vaccine như thuốc Avigan của Nhật Bản đó thì cũng đã bán cho rất là nhiều nước thì người ta thấy kết quả uh, cũng khả quan cho nên rất nhiều nước đặt và Nhật Bản đã sản xuất và cung cấp cho miễn phí cho rất là nhiều nước thì bây giờ mình kiện chỉ hy vọng thôi hy vọng mà ước hiện tại thì ở Cali mình rất hy vọng được kẹt xe lúc trước đây thì đi đi làm đi tại sáng mình thường đi làm neo ra freeway á thì nó hay kẹt xe bây giờ thì đường xá trống chảy giờ lại lúc đó thì bực kẹt xe thì rất là bực mà hiện tại ngay bây giờ mong thấy cảnh kẹt xe thì nó hạnh phúc biết mấy cuộc sống trở lại bình thường hay là những ngày đi làm neo về mệt rã rời tay chân nhiều khi làm từ sáng tới chiều mình mình lại nhớ những cảm giác đó và mong ước có lại những cảm giác đó hay là đi uh, ra ngoài ngồi với gia đình hay là bạn bè ăn một tô phở hay là đi vô nhà hàng buffet đó thì những cái này uh, mình mơ ước thế giới sẽ trở lại bình thường à, các bạn thấy hiện tại uh, mình đang ở uh, Cali và gần rất gần với sân bay Los Angeles hiện tại nhìn lên bầu trời không lúc lúc trước á, thì nhìn bầu trời lúc nào cũng thấy máy bay các bạn nhiều khi đêm uh, tối tối á, khoảng tầm uh, 7 giờ 8 giờ mà trời tối mình nhìn lên bầu trời theo hướng mà sân bay lót đó anh sẽ nghe nhà mình ra đường nhìn thôi thì thấy nguyên một dàn uh, máy bay đứng sắp hàng để chờ đáp xuống phi trường các bạn à, bây giờ thì không thấy một chiếc máy bay nào rất mong uh, mình cũng bây giờ hiện tại rất mong muốn là lâu lâu có tiếng máy bay bay trên trời nó ồn như vậy á vậy mà lại hạnh phúc bây giờ lại thèm cái cảm giác thèm được kẹt xe thèm được đi đi làm đi làm ngày sáng đi làm chiều về mệt rã rời tay chân cũng rất, rất là thèm Đó. lúc trước thì đi làm thì chờ ngày nghỉ còn bây giờ thì muốn là kệ làm mệt mỏi cho nó nhẹ cái đầu óc Đó. <laughs> thèm được kẹt xe thì những điều này mình có quyền mong ước cứ mình cứ mong mà cứ mơ như vậy mà tối nào mình thì cũng phải niệm phật hay là cầu nguyện cho thế giới trở lại bình thường thì hiện tại cũng có nhiều điều khả quan là số ca tuy là số ca mắc bệnh càng ngày càng tăng nhưng mà số được người uh, sửa chữa khỏi hồi uh, nãy mình cung cấp cho các bạn cũng càng ngày càng tăng thì uh, khi mà nhiều nước lóc đau nhiều nước xích đau và tự cô lập thì những cái số ca này nó sẽ nó sẽ lòi ra và mỹ hiện tại test gần 2 triệu người rồi cho nên nó mới lòi ra khoảng 300 mấy chục ngàn người đó đó thì uh, hôm nay mình chia sẻ vài thức vậy và mơ được kẹt xe ở tại cali mơ được ra phi quay kẹt xe họ bây giờ nhìn thấy cảnh kẹt xe rất là mừng chứ không có bực bội như giống như lúc trước ra kẹt xe cái nào hơi bực bực trong người rồi đi làm mà kẹt xe nó khó chịu lắm bây giờ lại mơ cái chuyện đó ok thì cũng không biết cũng một vài cái tin cung cấp và số liệu cho các bạn cùng cầu nguyện cho thế giới trở lại bình thường và hãy sống lạc quan tích cực hãy tin là khoảng tháng 6 mọi việc sẽ trở lại an lành Ok thì cảm ơn mọi người đã xem video. Ai uh, chưa đăng uh, đăng ký thì những đăng ký hay là like hoặc là thấy bài hay thì share cho mọi người cùng biết hoặc là các bạn có thể để lại comment để mình biết. Ok xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc sức khỏe. Chúc mọi người đều an lành.